Xuân Nhi rất khỏe. Đôi Hồng Mai là một đôi trẻ đến từ Quảng Trị, có vào gặp ban tổ chức xin thử sức với đôi Xuân Nhi. Mặc dù chị ở hạng cân to hơn của con, nhưng mà con muốn vào là vật với chị một trận để xem là thử sức xem là chị khỏe hơn con bao nhiêu. Vâng, làm gì được không? Vâng, đôi Xuân Nhi là một đôi rất kinh nghiệm. Đôi Xuân Nhi đã giành huy chương vàng ở hạng cân 62 ở lứa tuổi trẻ 17-18 trong năm vừa qua. Xin chào, xin mời hai đô vào giữa thẳng. Hai đô chuẩn bị làm thủ tục xe đài. Vâng, xe đài là một nét đẹp văn hóa của bộ quân và dân tộc không thể thiếu. Ba bước bước lên là ba bước tế, ba bước xuống là ba bước tạ, và ba bước ra ba bước vào là để các đô thể hiện những nét đẹp văn hóa theo từng vùng miền khác nhau. Khi chúng tôi ban tổ chức nhìn thấy các đô xe đài theo lối nào là chúng ta có thể nhận định được là đô ở địa phương nào rồi. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Sáu kế chuột là thượng sách, không dạy gì mà đấu đầu cả. Vâng, đô Xuân Nhi huy chương vàng giải trẻ lứa tuổi 17-18 ở hạng cân 62 kg của Hà Nam, và đô Nguyễn Thị Nguyệt của Thanh Hóa huy chương bạc hạng cân 56 kg về góp vui với lễ hội làng Dương Lô. Chúng ta ngày hôm nay vào thử sức tài với nhau. Vâng, vâng, rất tuyệt vời. Với thân hình to hơn, sức mạnh tốt hơn, đô Xuân Nhi đã dùng kỹ thuật bó cổ để nhấc nổi hai chân của đô Hồ Xanh. Xin công bố kết quả ở keo vật lèo trị giá 1 triệu đồng, đô Xuân Nhi của Hà Nam đã nhất thắng. Vâng, về góc vui với lễ hội làng Dương Lô, chúng ta ngày hôm nay vào thử sức thi tài với nhau. Vâng, vâng, rất tuyệt vời. Với thân vâng, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo là chúng tôi sẽ cho thi đấu lốt trận thi đấu này là chúng tôi sẽ nghỉ để cho toàn thể bà con nhân dân cũng về ăn cơm trưa, ăn sớm, uống rượu sớm, và đúng 13 giờ ban tổ chức chúng tôi lại tiếp tục cho thi đấu. Vâng, xin trân trọng giới thiệu, ở giải leo trị giá 1 triệu đồng, đô Xuân Nhi của Hà Nam đã nhất thắng mang đai đỏ, và có đô Hồng Mai của Quảng Trị xin theo. Xin mời hai đô vào làm thủ tục xe đài. Hai đô ngồi xuống chuẩn bị xe đài. Vâng, hai đô xe đài rất đẹp mắt, tinh thần rất khỏe mạnh. Vâng, xin toàn thể khán nhân hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ, để cổ vũ và động viên cho các đô đã có những màn xe đài rất đẹp mắt trước khi vào thi đấu. Hai đô bắt tay, trận đấu bắt đầu. Vâng, đô Xuân Nhi rất khỏe. Đô Hồng Mai là một đô trẻ đến từ Quảng Trị, có vào gặp ban tổ chức xin thử sức với đô Xuân Nhi. Mặc dù chị ở hạng cân to hơn của con, nhưng mà con muốn vào là vật với chị một trận để xem là thử sức xem là
khỏe hơn con bao nhiêu? Vâng, làm gì được không? Vâng, Đỗ Xuân Nhi là một đô rất kinh nghiệm. Đỗ Xuân Nhi đã giành huy chương vàng ở hạng cân 62 ở lứa tuổi trẻ 17-18 trong năm vừa qua. Đến từ Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Nam, Thái Nguyên đã không quản ngại đường xá xa xôi về góp vui với lễ hội làng Dương Lôi chúng ta. Vâng. Ngoài rồi, vâng. Khi thất thế các đô sẽ chạy ra ngoài để tháo miếng. Rất là hay. Hai đô rất là trẻ. Hai đội bắt tay, trận đấu tiếp tục. Đang chiếm ưu thế rồi. Vâng, Đỗ Hồng Mai tháo miếng rất là nhanh. Hai đô thi đấu tiếp tục. Để xem đô nào khỏe hơn. Vâng, bà con nhân dân chúng ta thấy là hai đô rất xinh gái không ạ? Đẹp rất hay. Vâng, các trai làng Dương Lôi đâu? Xin số điện thoại không? Mời các đô nữ về ăn cơm đi. Vâng. Đúng là với kinh nghiệm và với thân hình nó vẫn nhỉnh hơn. Giải leo trị giá 1 triệu đồng do ban tổ chức trao, Đỗ Xuân Nhi đã toàn thắng. Chương trình vận buổi mời các đôi nữ về ăn cơm đi. Vâng. Đúng là với kinh nghiệm hôm nay đã kết thúc. Xin kính mời toàn thể nhân dân cùng các quý khách thập phương đúng 1:30 chiều nay có mặt tại đây để đón xem buổi chiều vật cuối cùng của ban tổ chức chúng tôi.